uống thuốc của nhà cô đâu. Con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi, tôi cam kết chữa khỏi 100%. Được đứng trước cường để nói yêu em mà sao không qua đi.
chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa. Sáng sớm giờ chưa tôi chẳng cần ai đón đưa. Lại thật tình tin nhắn như thế nhưng suốt ba năm dòng dài vẫn lặp đi. Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi.